Chào tất cả các anh chị em, các cô chú ở trong Zoom hôm nay ạ. Lời đầu tiên thì cho xin phép được xưng tên nhé, vì ở trong nhóm mình thì có rất là nhiều anh chị cô chú lớn tuổi, hay là có những em thì ít tuổi hơn. Đầu tiên thì cho xin xin được chúc các anh chị, các nhà phân phối một buổi tối vui vẻ. Và cũng rất là chân thành cảm ơn thì các cái bảo trợ của hệ thống S21 đã tạo ra các cái buổi Zoom để truyền cảm hứng về các cái sản phẩm của công ty, đặc Vâng. biệt là cái dòng sản phẩm Wellness, để cho hàng nghìn anh chị em có những cái sức khỏe, có những cái trải nghiệm sản phẩm, rồi là có những cái câu chuyện rất là xúc động về cái sản phẩm Wellness ạ. Vâng. Ê, chị ơi, em thấy từ nãy giờ mọi người toàn comment chị Xuyên xinh gái và duyên dáng quá thôi. Đấy, không biết đấy là có bí quyết gì để mà xinh thế. Ok ạ. À, chị Xuyên là sinh năm 81 mọi người nhé. Hiện nay thì chị Xuyên thì đang là giáo viên và ở Cao Bằng. Và em cũng tò mò muốn biết đấy là không biết là làm thế nào mà chị có thể xinh đẹp như thế nào ở cái độ tuổi sinh năm 81 là 40 chị nhỉ? Đấy, em cứ phải là cộng trừ nhân chia ra xong rồi mới biết là mọi người bao nhiêu tuổi, mọi người trẻ quá. Thật sự. Thế bí quyết của chị là gì để giúp cho chị có thể trẻ và đẹp như thế này ạ? Sức Cảm ơn sống nha. mạnh mẽ luôn. Không biết là có liên quan gì đến wellness không chị nhỉ? Chị ơi, hình như là ở cạnh máy của chị có cái điện thoại gì đấy nó bị rung ấy, lâu lâu nó lại rung cả. Chắc là tin nhắn để chị tắt cái chuông đi. Vâng, chị tắt chuông hộ em. Nó rung nó ảnh hưởng âm thanh. Ok Ok. ạ. Vâng, chị chia sẻ một chút nhé. Bí kíp trẻ đẹp xinh xinh gái. Em tò mò không biết có liên quan đến wellness không. Chắc chắn là thứ nhất là về dùng wellness. Thứ hai nữa là mình cũng phải, cái tư tưởng của mình lúc nào cũng phải vui vẻ. Người ta thường nói là buồn cũng phải sống, mà vui cũng phải sống thì tội gì mình phải buồn, đúng không ạ? Thế nên là lúc nào mình cũng xem cũng rất là vui vẻ. Vâng, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn dễ tính đúng không ạ? Vậy thì em có được biết đấy là chị đã sử dụng sản phẩm Wellness, chị và gia đình đã sử dụng sản phẩm Wellness, thì không biết là cái cảm nhận của chị như thế nào về sản phẩm Wellness của mình ạ? Cảm ơn bà chị Thanh Nga. Thứ nhất là để chị xin phép được chia sẻ về cái câu chuyện của bản thân. Đầu tiên thì về bản thân Xuyên đã. Xuyên dùng cái chất xơ mà lúc đầu Xuyên bị táo bón rất là nặng. Táo bón thì rồi sinh ra bệnh trĩ, trĩ nội ạ. Thì đi vệ sinh thì nó đỏ hết cả bồn cầu đấy. Từ có một lần là bị nặng nhất là rất là đau. Và đi thường xuyên là đau rồi. Nhưng mà mình cũng không không sử dụng thuốc gì đâu, nhưng mà nghĩ xong rồi về sau nghĩ là nếu như để tình trạng này lâu thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thì xin bị tự thời sinh viên rồi. Về sau này thì trong khoảng tháng 6 thì xin mới đặt hồ sơ, tức là biết biết đến cái hồ sơ này, biết đến cái chất xơ này có những cái thành phần rất là quý từ 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 Sáu loại rau. lâu rồi ấy. Thì Vâng. chị mới đặt cái hộp sơ này về dùng. Thì sau khi khoảng tầm 2 hộp, chị cũng không nhớ, là cứ khát là chị uống ngày 1 đến 2 cốc, thì nó khỏi từ lúc nào không biết. Từ đấy đến bây giờ thì chị cũng không có tình trạng bị táo bón nữa, hay là đi đi cầu ra máu nữa đấy. Ôi, Và tuyệt vời quá. câu chuyện thứ hai là câu chuyện về con trai của Xuyên. Thì bị cháu bị viêm da cơ địa từ bé và cũng đi khám chữa nhiều nơi cũng không có khỏi. Về nghe Zoom với buổi sáng với các cái bảo trợ ấy, thì có những cái chia sẻ của các anh chị, các cô chia sẻ về cái dòng sản phẩm Omega 3, thì Sen cũng thấy nó tốt, thì cũng đặt cho con, quyết định cho con sử dụng đều và bám sát con dùng. Thì sau khi con dùng được 6 ngày thì mình thấy nó cải thiện rất là tốt. Sen không có bôi cái gì cả nhé, mình không bôi cái gì cho con đâu. Mình chỉ cho con uống để trải nghiệm sản phẩm là thứ nhất. Và sau đó thì còn có một cái điều đặc biệt nữa là bố của Xuyên bị tai biến. Ông bị tai biến từ tháng 6 thì đến nặng nhất là từ tháng 6, và ông nằm một chỗ. Thì đến Xuyên mới lẳng lặng mua cho ông một combo pack, cái hộp Bắc Nam nó màu màu xanh cả nhà, hộp như thế này này. Thế thì ông dùng đến 2 hộp. Sau 2 hộp là vào 42 ngày thì tự dưng là ông đứng dậy được, và từ đó thì mình không phải bón cơm cho ông nữa. Từ đó đến bây giờ là mình không phải bón cơm cho ông nữa, ông tự sức ăn cơm được. Tuy nhiên là sức khỏe thì cũng cũng chưa chưa được cải thiện, nhưng mà so với như 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 lúc đầu ấy thì mình đã thấy thật là tuyệt vời rồi ạ.
Vâng, hay quá. Thế là từ chị Xuyên này cải thiện vấn đề bị trĩ táo bón này, đúng không ạ? Thậm chí là Vâng trước ạ. đấy là còn đi đi ngoài ra máu đúng không chị? Rất là nguy hiểm luôn. Vâng Đấy. Vâng, con chị Xuyên dùng thì cải thiện vấn đề viêm da cơ địa, rồi bố của chị thì cải thiện vấn đề tai biến. Đấy, thì đấy là những ạ. Nga cái cho câu chị chuyện chia cảm nhận. sẻ thêm về câu Vâng chuyện ạ. của bố chị Hiền nhé. Vì Vâng câu ạ. chuyện này nó rất là ấn tượng và từ đó thì chị cũng có nhiều cái kiểu niềm tin về sản phẩm á. Từ gia đình mình sử dụng rồi, đặc biệt nếu mà gia đình mình sử dụng mà nói tốt thì chưa chắc nó đã tốt. Nhưng mà có một cái câu chuyện nữa là của chị Trần Hiền, sinh năm 76. Chị đấy cũng ở cách nhà Xuyên khoảng mấy cây số thôi. Thì vô tình Xuyên đi giao kem đánh răng cho chị Hiền. Thì cũng nói qua về cái chất xơ. Chị Hiền có bỏ ở trên tủ khoảng 2 hộp Webpack. Wellness Pack thì xin mới nói là em cũng không biết là nói như với chị như thế nào, nhưng mà cái wellness của bên mình rất là tốt thì tại sao chị không dùng, nó phí quá. Thế rồi xin mới kể cái câu chuyện về cái bệnh trĩ của Xuyên á. Thế chị Hiền mới quan tâm, tức là bố của chị Hiền bị bệnh đường ruột ấy, bị bệnh đường ruột khoảng hơn 1 năm rồi, và ông gọi là bị đi té le, ông đi nó không được ổn định á. Thế là chị Hiền mới nói là thế thì bố của chị cũng bị đấy. Em gửi hết thông tin sang cho chị nhé để chị xem. Lúc bấy giờ thì chưa có giảm giá đâu cả nhà nhé. Giá còn nhập của mình là vào 400 nghìn ạ. Thế thì chị Hiền mới đặt, mình cũng đặt cho chị Hiền giá 400 nghìn một hộp, và 2 hộp vào 800 nghìn đấy nhé. Thế rồi ông uống được 13 ngày. Ông uống 13 ngày là hết một hộp ngày 2 cốc. Thì ông uống ngày 2 cốc là 2 cốc đầu tiên là ông đã cảm nhận khác biệt rồi. Thế nhưng mà chị Hiền bảo bố cứ uống hết đi rồi bố nói, chứ bây giờ bố mới có uống 2 cốc làm sao biết được. Sau 13 ngày thì ông bá bảo Hiền ơi, bố bây giờ bố đi vệ sinh thành khuôn đẹp lắm. Tuyệt vời đấy con, xem còn giảm giá. Có giảm giá thì có nghĩa là con mua tiếp cho bố. Sau khi 2 hộp này thì lại có giảm giá, mua 3 tặng 1 cả nhà. Thế là chị Hiền lại đặt thêm một, hình như là 2 combo cho cả gia đình chị Hiền luôn. Đấy là cái câu chuyện của chị Hiền, Trần Vâng, Hiền. hay quá. Phải gọi là nếu như mà không biết sản phẩm này là có khi là cứ phải đi bệnh viện, xong là thuốc thang các thứ mà chưa chắc đã hỏi đúng không ạ? Đấy, thảo nào mà em thấy là chất xơ có ưu đãi một cái là khách hàng toàn cứ nếu mà mua được là họ toàn mua 10, 20 hộp luôn ấy chị ạ. Trong 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 hệ thống của mình ấy chị, có rất là nhiều khách hàng là họ mua như vậy luôn. Đó, thì mọi người thấy đấy là chị Xuyên đã có rất là nhiều những cái cảm nhận tuyệt vời với cái dòng sản phẩm wellness của mình đúng không ạ? Có lẽ là đây cũng là một cái động lực rất lớn khi mà chị quay lại trở lại công việc với cả quy trình wellness. Thế thì tiếp theo đấy là em cũng có được biết một cái thông tin, đấy là chị Xuyên cũng làm công việc này đến bây giờ là được 7 năm rồi. Đấy, đến bây giờ là được 7 năm. Và em cũng tò mò không biết đấy là điều gì khiến cho chị có thể là gắn bó công việc cho đến bây giờ. Đấy. Cảm ơn Thanh Nga. Cái câu hỏi này cũng rất là hay. Thì Xuyên lý do để Xuyên đồng hành với Audi suốt 7 năm thì đầu tiên cũng cũng nhờ một cái tin nhắn. Lúc đầu Xuyên không biết đến Audi đâu ạ. Thì một cái tin nhắn của bảo trợ hải lý có nhắn là có phải bạn đang tìm kiếm một công việc làm thêm phải không? Thì thực ra là mình không có tìm kiếm nhưng mình cũng tò mò thì mình cũng đồng ý, có nghĩa là đồng ý để tìm hiểu. Đó. Thì lúc đấy giờ thì mình cũng nói với ông chồng mình là em chuẩn bị bán mỹ phẩm. Thì chồng mình có nói một câu là em bán mỹ phẩm thời điểm này năm 2014 cả nhà. Em bán mỹ phẩm thời điểm này cũng hay vì đấy là xu hướng của phụ nữ làm đẹp, cần làm đẹp. Thế là được sự động viên như thế thì Xuyên cũng bắt tay vui vẻ vào làm công việc. Và cái công việc này, và thứ hai thì nó cũng có một cái là bức tranh của công việc nó rất là hay ở chỗ là được làm đẹp này, được vui vẻ này, được kiếm tiền này. Đấy là cái bức tranh công việc đó. Cái thứ hai nữa là cái công việc này hay hơn ở cái công việc khác ở chỗ là làm nhưng mà như chơi ý, cả nhà. Chỉ cần một cái điện thoại thông minh và kết nối internet thôi là mình có thể giải quyết được mọi việc ở trên cái điện thoại này. Tức là bán hàng mình không cần vốn này, không cần mặt bằng này, rồi không cần ôm hàng này. Đấy. Với những cái sản phẩm mà hết hạn các thứ là đã có công ly ti lo rồi, mình không phải lo những cái sản phẩm đấy. Cái lý do tiếp theo nữa đó là cái thu nhập ở cái công việc này thì nó cũng không kém những cái công việc khác, thậm chí là còn hay hơn cơ. Ví dụ như là những cái công việc nuôi gà hay là dạy thêm hay bán online đồ gia dụng vân vân, thì mình thấy mình so sánh những cái công việc đấy mình thấy nhàn hơn rất là nhiều cả nhà. Cái công việc này Vâng, nhưng là chị Xuyên rất là yêu cái bức tranh công việc phải không mọi người? Đó, và chị ơi chị có thể
gọi là chia sẻ một chút cái lộ trình của chị khi mà chị làm công việc này cùng với mọi người chị nhé. Em thấy là cái con đường của chị rất là đặc biệt luôn. Suốt 7 năm thì chắc chắn là nó cũng trải qua nhiều cái giai đoạn rồi. Chị chia sẻ thêm với mọi người ạ. Cái lộ trình công việc này tháng 10 năm 2014 ấy, thì Xuyên bắt đầu đơn hàng đầu tiên của Xuyên là 100 điểm. Sau đó thì bảo trợ cũng kiểu nghe lời bảo trợ ấy. Nghe có nghĩa là mình lắng nghe xem người ta dạy mình cái gì thì mình học theo. Có nghĩa là bảo trợ dạy cái gì thì Xuyên học làm theo. Sau đó thì bảo trợ dạy là chị ơi, đơn hàng đầu tiên của Xuyên là chỉ có 500 nghìn thôi. Và tính ra được lãi mấy chục nghìn đó là mình rất là sung sướng. Lãi trừ tiền cước xe này, lúc bấy giờ là tiền gửi xe ô tô cả nhà nhé. Thì trừ tiền cước xe các thứ là lãi 500 nghìn đã rất là sung sướng. À nhầm, lãi mấy hơn 100 nghìn gì đó rất là sung sướng rồi. Sau đó thì mình bán đủ 100 điểm để nhận quà chào mừng. Tháng tiếp theo là tháng 11 ấy, là mình cũng hoàn thành 100 điểm. Và bảo trợ có nói là chị ơi, chị chia sẻ công việc này cho nhiều người đi. Bởi vì là bản thân chị không thể chạy đến chỗ bạn của chị để chia sẻ công việc này cả. Nên là chị cứ chia sẻ cho bạn chị để bạn chị lại bán cho chị. Thì cái điều đó nó rất là hay đấy chị. Không hiểu về là cái xây dựng hệ thống nó như thế nào đâu. Thế nhưng mà Xuyên cũng làm theo. Làm theo thì cũng đi lan tỏa hết, có nghĩa là gặp ai mà máu kinh doanh mà bán hàng ấy, này có thích bán hàng không, chỉ cần hỏi thế thôi là người ta thích là bắt đầu đổi luôn. Thế gửi chứng minh thư đây để mình hướng dẫn đó. Thế là mình cũng làm theo bảo trợ, chị tuyển được chị này này, em hướng dẫn chị tiếp theo đi. Thấy bắt đầu hướng dẫn bán hàng thôi, chỉ hướng dẫn chị đấy bán hàng thôi. Và đến tháng 11 là Xuyên lên thẳng 12%, tháng 10 gia nhập, tháng 11 lên thẳng 12% cả nhà. Tháng 12 có nghĩa là không qua 6, không qua 9 thì bảo trợ cũng mình không hiểu 6%, 9% là gì cả, lên tháng 12. Thế đến tháng 12 thì Xuyên lên 15%, và đến tháng 1 thì Xuyên giữ 15% và nghỉ việc. Lúc đấy thì bán lẻ có một cái lý do đấy là chỉ có bán lẻ các thứ hàng đúng không chị? Chị vẫn bán, chị nghỉ nhưng mà chị vẫn có khách hàng, tức là khách hàng vẫn cứ nhắn tin lấy các loại kem đánh răng các thứ và Xuyên vẫn vẫn gửi cho. Vâng, tuyệt vời quá. Tức là chị Xuyên là một người mà rất là yêu sản phẩm mọi người ạ. Kể cả khi mà chị cũng không vì một cái lý do bận rộn việc gia đình các thứ, nhưng mà chị vẫn kinh doanh sản phẩm, và đặc biệt là khách hàng rất là yêu, vẫn liên tục gọi là đặt hàng. Thế là cái lúc mà Nga cũng trò chuyện trước một chút với cả chị Xuyên ấy, thì chị Xuyên cũng nói vui đấy là chị muốn nghỉ mà cũng không nghỉ được cơ. Tức là muốn nghỉ bán cũng không nghỉ được, tại vì nhiều khi nó cũng là nhân duyên đấy chị ạ. Đấy, với cả sản phẩm của mình quá là tuyệt vời nên là khách hàng vẫn rất là tin tưởng, phải không ạ? Đó thì mọi người thấy đấy là chị Xuyên gia nhập công việc từ tháng 10 năm 2014, gia nhập Allflame này. Đó thì cứ coi như là từ 2014 đến 2015 là bán lẻ, đúng không ạ? Thì tiếp đấy là đến tháng 6 2016 là chị tập trung làm online với phương pháp kinh doanh online, phải không chị? Đó. Thì em thấy là cứ đều đều luôn, là đến tháng 11 năm 2016 là chị lên được 21% rồi chị nhỉ? Đấy, nói về giai đoạn này chị cảm thấy ấn tượng điều gì ạ? Chị cảm thấy ấn tượng điều gì? Tại sao mà cái chị giai đoạn của năm 2016 ấy thì Xuyên có xin bảo trợ làm lại. Có nghĩa là trước khi nghỉ thì Xuyên có nói là chị nghỉ em nhé, thì Hải Lý nói ok chị nghỉ, lúc nào chị muốn quay lại em sẵn sàng hướng dẫn chị. Thì lúc đấy Lý chị làm lại, em hướng dẫn chị về 21 được không, bằng mọi giá, có nghĩa là bao nhiêu lâu cũng được đó. Thì Lý ok chị. Thế bắt đầu lúc này hai chị em cùng quyết tâm làm, và bắt đầu mời lại các cái tư vấn viên cũ của năm 2014 á. Thì lúc này các chị đấy là bắt đầu quay lại cùng Xuyên thì làm với một cái khát khao rất là lớn cả nhà. Thì có nghĩa là mình cũng chưa hiểu gì cả, không có cái kiến thức gì cả, vừa học vừa làm, nhưng mà máu làm quá. Thì một ngày làm từ sáng đến tối, được chia sẻ được 20 tư vấn viên, nhưng không có tư vấn viên nào đồng ý vào nhóm để làm việc. Có nghĩa là họ lắng nghe xong, có người thì nghe được 3 câu họ nghỉ, không nghe nữa. Có người thì nghe hết, họ cảm ơn mình, xong mình cũng cảm ơn lại. Ok, khi nào bạn quan tâm thì bạn quay lại tới hướng dẫn, cũng bảo vậy, vô tư, vui vẻ. Xong đến cái người thứ 21, đến ngày hôm sau mới bắt đầu có người đồng ý thì vào nhóm để làm tuyển được một bạn ở Gia Lai luôn. Và chị lúc đấy thì chị cũng làm một cách gọi là mãnh liệt và quyết tâm về. Thì cũng nói chung là cũng nhờ cái sự định hướng của bảo trợ sát sao, và mình cũng bám sát với bảo trợ ấy. Thì đến tháng 8 thì chị giữ, tháng 7, tháng 8 chị giữ khoảng 12%, và tháng 9 thì chị đến về được 15%, tháng 10 của năm 2016 thì chị 18%, và tháng 11 là 21%. Cứ đều đều đúng không ạ? Đấy, chị Xuyên mà cứ tập trung một cái là công việc cứ phát triển đều đều luôn. Đấy, thì sau đấy là năm 2017 và 2020
Cho đến năm 2020 là chị có một chân tách, tức là có một cái nhóm 21 ở bên dưới và có một cái nhóm cá nhân là khoảng 2.000 cho đến 4.000 BP. Thế có nghĩa đấy là trong suốt 7 năm làm việc thì chị chỉ đạt được cái chức danh gọi là 21% director, đúng không ạ? Đó. Và có một cái điểm mấu chốt ở đây, đó là một cái sự thay đổi khi mà bước sang năm 2021, mọi người thấy là một sự ngoạn mục luôn. Tháng 8 năm nay giống như kiểu là em không hiểu là đã có cái điều gì thay đổi mà khiến cho chị gọi là vèo một cái đến tháng 11 là chị đã mở được gôn rồi. Có nghĩa đấy là cái thời gian này gần như là chị chưa có quay lại làm nghiêm túc công việc, đúng không ạ? Nhưng mà đợt này điều gì đã thay đổi chị để tháng 8 chị tập trung này? Và sau đấy là bí quyết gì để sau 3 tháng thôi, chỉ có 3 tháng thôi mà chị đã mở được chức danh Gold Writer ạ? Gold tức là có hai chân tách, hai nhóm 21% và ngoài ra có một cái nhóm cá nhân tổng là khoảng 4.000 BP mọi người nhé. Đấy. Và thu nhập của chị Xuyên tháng này là bao nhiêu chị nhỉ? Thu nhập của chị tháng này hiện tại là được 1 triệu tiền tuyển dụng, tức là tuyển được 6 người nhưng mà 4 người ra đơn. Và thì được 1 triệu, còn lại cái thưởng doanh số với lại cái thưởng chức danh kia là được 16 triệu 500. Vâng, tức là 16 triệu này. Thế xong rồi là mở chức danh Gold nữa. Mở Gold thì là mở ra một cái cơ hội, đúng không ạ? Là mình sẽ được đi du lịch nước ngoài này. Cơ hội nhận cái xét thưởng, tổng xét thưởng của Gold là 40 triệu và cơ hội nhận một chiếc xe máy miễn phí cùng với Oflame nữa. Hơn thế nữa đấy là từ tháng này luôn là chị Xuyên đã có học bổng cho con rồi mọi người ạ. Quá tuyệt luôn. Đó, thế thì cái tháng 8 này tại vì sao mà chị lại quyết định tập trung lại với quy trình wellness ạ? Cảm ơn bà Trợ Thanh Nga. Thì Xuyên quyết định tập trung vào cái quy trình wellness. Thì lúc khoảng tầm đầu tháng 8 thì cũng có những cái buổi Zoom của bà Trợ Hải Lý nhỏ. Thế nhưng mà nó chưa đủ truyền cảm hứng. Thế là Xuyên vào xong lại ra. Xong rồi hôm thì thức dậy, hôm lại không. Về sau là có cái định hướng của Đăng Yên ấy, của bạn Đăng Yên. Với lại của các cái bảo trợ lớn thì một cái nhóm Zoom lớn ấy nó có rất là nhiều cái quy trình mới rất là hay. Thì lúc đầu mình cũng không nhận ra đâu. Cũng có hai buổi đầu tiên thì mình cũng vào xong lại nghỉ xong không vào nữa. Thế nhưng mà Hải Lý có hỏi một câu là... chị ơi chị có vào không, chị có vào nghe Zoom của anh Đăng Yên không, thì bảo Xuyên mới trả lời là chị chưa vào. Thế Hải Lý mới ra một cái câu hỏi là bây giờ chị có kiểu làm lâu rồi ấy, thì em cũng mong muốn chị thành công ấy, thì bây giờ nếu chị quyết tâm thành công thì quay lại chị tập trung lại để em cùng kiểu cùng đồng hành với chị. Thế thì nghĩ cũng thấy mấy lần mình quay lại rồi thấy mình làm mãi mà chưa thành công được, xấu hổ với chính mình, xấu hổ với bảo trợ nữa. Thật sự là xấu hổ với bảo trợ. Vì cũng phải là có một cái gì đó thì bảo trợ mới quay lại với mình một lần nữa như thế. Nếu như lần này mà mình không theo nữa thì có nghĩa bảo trợ sẽ bỏ rơi và mình làm được bao nhiêu thì làm. Có nghĩa là mình không bỏ, không nghỉ thì cũng không sao. Nhưng mà nó cứ được khoảng tầm đâu 2 triệu, 3 triệu thì nó là mãi vậy. Nó cũng cảm thấy chán ấy. Thì mình cũng thử xem là mình thay đổi một lần xem nó có sao không. Thế là... mình cũng quyết tâm vào nghe Zoom, nghe lắng nghe mọi người làm việc, rồi lắng nghe Zoom xong cái bản thân gia đình trải nghiệm xong mình quyết tâm mà làm mạnh. Đó. Và đến tháng hay quá, thế là lúc đấy là chị Lý như kiểu là có một cái cuộc gọi đánh thức ước mơ với chị, đúng không ạ? Đấy, gọi là bảo trợ cốc 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 chị Xuyên ơi, một cơ hội giống như kiểu là quy trình wellness mới rất là hay đây. Đấy không, và gõ cửa như thế không biết là chị Xuyên có mở cửa để đón cơ hội không? May quá lại mở cửa. tò mò về quy trình wellness là tại sao nó lại hay, và thật ra là trước đấy thì rất là nhiều người cứ nhận xe máy thì mình cũng tại sao người ta nhận được mà mình không nhận được, cả những cái người bình thường mà xuất phát điểm cũng còn thậm chí là còn kém hơn mình cơ. Thật sự là có những người xuất phát điểm không mạnh bằng mình cơ mà họ lên được, thì lúc bấy giờ là mình cũng thử thách mình lên một lần nữa. Vâng, hay quá. Thế là chị đã quyết định thay đổi và vào Zoom, đúng không ạ? Nghe đều đặn, nghe anh Yên thì phải gọi là rất là mê rồi, đúng không ạ? Và sau đó là chị đưa ra một cái quyết định, đấy là mình sẽ mở Gold. Thế thì ngoài những cái bí quyết đấy là chị và ngoài cái bí quyết là mở Gold ra, bí quyết là vào Zoom ra, thì chị thấy là mình còn làm tốt cái điều gì để chỉ có 3 tháng thôi. Em rất là tò mò, không biết là tại sao chỉ có 3 tháng thôi mà chị lại có thể mở được Gold. Tức là ngoài cái chân tách đã sẵn có, chị đã mở thêm được một nhóm 21% mới này, rồi lại còn có ngay một cái nhóm cá nhân 4.000. Em rất là tò mò luôn đấy ạ. Đó, chia sẻ thêm mọi người bí quyết của mình. Thực ra thì là cái mà khao khát thành công nó đã là một cái điều nó nhỏ thôi, nhưng mà cái khao khát để mong muốn giúp đỡ được một ai đó là một cái khao khát lớn hơn cả nhà. Thì mình có một cái bạn F1 của mình, bạn F2 xin lỗi, bạn bạn Dung ấy. Bạn Dung là cái người mà
hiền lành. Lục Dung là một là 21 mới của mình đấy, là một người rất là hiền lành, thì bạn ấy cũng có một cái khao khát và cũng rất là chăm chỉ, mình thương bạn ấy, có nghĩa là mong muốn để giúp đỡ bạn ấy về 21 một lần. Thế là hai chị em cùng quyết tâm. Dung cũng có vạch cho mình là tháng 11 em 21 là chị mở gôn nhé. Thế là hai chị em quyết tâm. Vâng, thế là hai chị em là cùng gọi là downline cũng mục tiêu 21 mà chị cũng có mục tiêu là goal luôn đúng không ạ? Cộng hưởng năng lượng luôn. Đấy. Thế Đúng thì rồi. em vừa thấy có một cái chi tiết chị nhắc đến, đấy là cái sự khao khát thành công và khao khát mình muốn trở thành một cái người đỡ đầu giỏi đúng không ạ? Một cái người mà giỏi đánh thức ước mơ để giúp cho những người downline của mình. Thế thì rõ ràng là ngoài cái động lực về việc đấy là bản thân mình, người khác làm được thì mình cũng làm được, mình cũng khao khát cái việc là chinh phục chức danh gôn, thì một cái động lực nó rất là quan trọng nữa, đấy là từ cái việc đấy là mình muốn giúp đỡ người khác đúng không ạ? Đó, cái khao khát thành công nó rất là quan trọng mọi người nhé. Và mình khi mà mình giúp cho những người downline của mình đạt được mục tiêu thì chính bản thân mình cũng đạt được mục tiêu đúng không ạ? À, tiếp nữa đấy là chị có bí quyết gì chị chia sẻ thêm với mọi người đi ạ. Cái bí quyết nữa là chị phải bám sát bảo trợ, phải bám sát nhé, có nghĩa là bảo trợ dạy gì làm đấy, không biết thì hỏi. Người ta nói là bạn chỉ dốt trong vòng 1 phút, nếu bạn không hỏi thì bạn dốt cả cuộc đời. Thế thì có một hôm thì mình cũng cũng lấy hết cái kiểu cỡ gọi là cái gì nhỉ, để hỏi bảo trợ cho chị hỏi ấy. Cũng ngại nhưng hỏi, thế là bảo trợ gửi hết cho mình cái thông tin. Bây giờ chị có nghĩa là mình cứ nghĩ là mình làm cái gì cũng biết, làm 7 năm rồi mà cứ nghĩ là cái gì cũng biết, nhưng thực ra là không phải thế. Thì thế bảo trợ ơi, bây giờ cho chị hỏi cái quy trình của nó là như thế nào. Bảo trợ gửi cho, bắt đầu chị ghi chép, ghi chép đây, ghi Vâng. chép ngắn gọn thôi, cực kỳ ngắn gọn từ cái quy trình của bà trợ. Chị có một cái quyển sổ nhỏ rất là yêu quý quyển sổ này nhé. Có một hôm còn bị đánh lạc hướng ở đâu đi, xong rồi tìm sắp chết, xong rồi biết ơn mình tìm được quyển sổ, xong cuối cùng là con bé tự dưng lôi từ trong ghế Hay quá. Thế là phải ghi phát một cái tín hiệu, phát một cái năng lượng lớn để mới tìm ra được quyển sổ đúng không chép. ạ? Vâng. Biết ơn nó vì bé thế thôi, có vài trang ở trong này thôi, có khoảng tầm đâu 3 trang này thôi, nhưng mà nó giúp Xuyên hướng dẫn được sản phẩm cho người mới, hướng dẫn được sản phẩm cho một khách hàng, mà từ cái này mà Xuyên chốt được một cái đơn hàng là 3,5 triệu, combo 7. À, vâng, hay quá. Tức là chị Xuyên theo sát cái sự hướng dẫn của người bảo trợ của mình đúng không ạ? Ghi chép các thứ cẩn thận này, rất là chủ động, rất là chủ động trong việc học, tự học luôn, cả về quy trình rồi là những cái bí quyết để mình có thể phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Có một cái chi tiết nữa em cũng được 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 nghe về chị, đấy là chị có cái việc là chị kết nối theo sát và hỗ trợ những cái người nhà phân phối ở trong đội nhóm của mình rất là tốt đúng không ạ? Đúng rồi, nhất là muốn, tức là muốn những người mới vào ấy, những người mới bán hàng, người ta không hiểu về sản phẩm thì mình là người đi trước, thì mình hiểu sản phẩm thì chắc chắn mình phải bám sát thì họ mới biết được, nếu như không thì họ chán, dễ chán. Mọi người ạ, thế Vâng. thì bản thân mình cũng cũng kể cả cái bạn mà mong muốn về 21 đấy, thì bạn ấy chắc cả chắc chắn là bạn ấy cũng chưa vững. Mình nghĩ vậy, xong mình bắt đầu mình lặng lặng mình bám sát từng người một, là nhà phân phối nào mình cũng bám sát. Có nghĩa là ai thiện chí làm việc với mình là mình hướng dẫn luôn, hỏi xem là họ đã hiểu sản phẩm chưa, hỏi xem họ đã bán được sản phẩm nào chưa và tại sao chưa bán được, thì mình hướng dẫn lại cho họ và mình định hướng lại cái sản phẩm đấy và cái đơn hàng bao nhiêu. Đó. Thì có những người đã hoàn thành xong đơn hàng khoảng tầm 200 điểm rồi, 225 điểm trở lên rồi, thì mình chúc mừng họ và cuối cùng là mình sẽ hỏi họ là họ mong muốn cái điều gì ở trong cái công việc này. Có nghĩa là nó có một cái công việc bán buôn ấy, thì mình hỏi họ là em đã hiểu 3% là gì, 6% là gì chưa, và mình nhắc họ luôn, có nghĩa là mình phân tích lại cho họ luôn, ở cái này thì có cái điều này đặc biệt quan trọng này em này, đấy ví dụ thế. Mình nói chuyện rất là thân thiện, thì cũng không biết là mình cảm thấy là cái tình cảm giữa mình với lại các downline, thậm chí cả những người lạ đấy, những người rất là lạ như là chị Hợi này, chị Hợi ở nhóm của bạn Dung ấy, chị Hợi chỉ là hiệu phó, chị cũng lạ lắm, mình gọi một cuộc điện thoại, gọi với một cái tâm thái rất là vui vẻ đấy, rất là thân thiện, thì chị đấy cũng cũng lắng nghe và cũng chia sẻ lại những cái công việc mà chị đang bán được cái gì hay là chưa bán được cái gì các thứ, là nó rất là thân thiện. Vâng, hay quá. À, khi mà nghe chị chia sẻ thì trong đầu em tưởng tượng ngay ra một hình ảnh của một người bảo trợ rất là ân cần,
rất là ân cần quan tâm từng cái gọi là những nhà phân phối trong đội nhóm của mình, đặc biệt là những người mới đúng không ạ? Họ rất là cần phải có một cái sự định hướng của mình, một cái sự quan tâm của mình, họ sẽ rất là yên tâm làm việc đúng không ạ? Và thực ra khi mà mình kết nối được với những nhà phân phối mới thì cũng là cái cách để mình có thể đào vàng, để mình tìm ra được những người tiềm năng mới trong đội nhóm của mình đúng không ạ? Thế thì qua cái phần vừa rồi chị chia sẻ thì em cũng rút ra được thêm một cái chi tiết mà giống như kiểu một cái bí quyết của chị nữa. Em thấy chị là một người rất là thân thiện, rất là vui vẻ. À, giống như kiểu là, và chị chân thành nữa, giống kiểu là một cái người mà có cái cách sống rất là tốt ấy. Thành ra là đấy có lẽ cũng là một cái lý do mà giúp cho chị có thể phát triển cái công việc của mình tốt như vậy đúng không ạ? Và một cái chi tiết nho nhỏ nữa đấy là chị Xuyên áp dụng mạnh mẽ cái lòng biết ơn của mình từ cái chi tiết mà tìm quyển sổ đúng không ạ? Không biết đấy là ngoài cái việc tìm quyển sổ đấy ra thì còn có cái câu chuyện gì vui vui về cái việc là chị ứng dụng cái lòng biết ơn không ạ? Có lòng biết ơn thì nói chung là từ những cái buổi Zoom của bảo trợ Đăng Yên ấy. Thanh ạ, à, thì Vâng. có học về cái lòng biết ơn, cái quyển Magic mà. Quyển Magic chị có mua nhưng mà chị chưa có đọc đâu nhé, mà chị chỉ nghe Đăng Yên đọc thôi. Có nghĩa là buổi sáng hàng tháng chị nghe và cũng thấy mọi người áp dụng cái lòng biết ơn này rất là tốt. Thế rồi Xuyên cũng 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 áp dụng theo và cứ cứ tối là bắt đầu thầm thầm biết ơn một cái điều gì mong muốn của mình đó. Mong muốn là mai mình có bao nhiêu BP, mong muốn là mai sức khỏe của gia đình mình cải thiện, mong muốn là mình bán được đơn hàng. Thì tự dưng những cái lòng biết ơn đấy mình ghi chép cẩn thận ra đây này, có ghi chép nhưng mà đây ở trong cái quyển sổ này cũng có lòng biết ơn của mình nhưng mà cũng không không được nhiều đâu. Còn nói chung là so với những bạn khác thì mình chưa biết được hết, thì viết được khoảng 10 lòng biết ơn thì mình áp dụng triệt để và mình đã thực hiện được khoảng 8 trên 10 điều đấy. Hôm sau mình thực hiện được 8 8 điều đấy. Nó kiểu như là nó thành hiện thực khoảng 8 điều. Vâng ạ, mình thường xuyên nghĩ về những cái gọi là mình biết ơn những cái điều mà mình đang có, cũng như là mình biết ơn những cái điều mà mình mong muốn có được trong cuộc sống, phải không chị? Và khi mà cái lòng biết ơn của mình biến nó thành như kiểu là một cái phương cách sống ấy. Nhiều người người ta có một cái câu nói đấy là tâm sinh tướng. Và thật sự là nhìn chị thì em thấy chị là một người mà có cái sự chân thành, một cái người sống rất là thật, rất là tốt luôn. Và khi một người mà có lòng biết ơn đến mọi người thì cũng toát ra ở trên cái gương mặt của mình. Đấy là một một người mà giống như kiểu là phúc hậu á. Đấy. Và cái câu hỏi cuối cùng em cũng rất là muốn hỏi chị, đấy là chắc hẳn là tháng này khi mà chị mở được chức danh Goldwriter thì đằng sau đấy cũng có một cái bí quyết về cái sự chuẩn bị đúng không ạ? Và bây giờ cũng đang là cái giai đoạn mà mọi người chuẩn bị cho cái doanh số đầu tháng, và em cũng được biết là cái doanh số đầu tháng của chân thứ hai của chị là cũng đạt được khoảng độ hơn 3.000 BP. Thì không biết là chị đã làm cách nào để có được cái doanh số đầu tháng nó tốt như vậy cho đội nhóm của mình ạ? À đúng rồi, cái ý nghĩa của doanh số đầu tháng thì nếu như mà các nhà phân phối mà làm khoảng tầm 2 tháng trở lên thì chắc chắn là biết được đến cái ý nghĩa của doanh số đầu tháng đúng không ạ? Thì cái này rất là quan trọng cả nhà. Bởi vì nếu như người ta thường nói là không chuẩn bị là chuẩn bị cho một sự thất bại. Đấy là điều chắc chắn và Xuyên đã gặp rồi. Nếu như mình không có chuẩn bị doanh số đầu tháng thì đến đầu tháng mình không có cái gì hết. Đó. Thế thì Xuyên cũng bám sát các cái nhà phân phối, hỏi thăm xem là họ đã bán 5 ngày vàng vừa rồi, là hải lý có bảo có hướng dẫn mình có 5 ngày vàng tháng trước nhà nhá. Thế thì Xuyên áp dụng triệt để cái 5 ngày vàng đấy và cùng bán, có nghĩa là bán được cái sản phẩm nào là mình bắt đầu mình khoe với một bạn, có nghĩa là inbox từng bạn một, chị bán được cái này này, cách bán như thế này này hay không. Thế là mình cũng cũng rất là tự nhiên thôi, chứ mình không phải là khoe mẽ cái gì cả hay là cái cách bán của mình nó cao siêu cái gì đâu, nói chung là nó đơn giản lắm. Thế thì xong họ chúc mừng mình, xong mình hỏi là em bán được cái gì chưa. Cuối cùng khi nào người ta chưa có đơn thì mình hỏi là tại sao này, rồi là câu chuyện kể chuyện kể cái câu chuyện của mình đã dùng sản phẩm đấy, thì ví dụ như là canxi chẳng hạn nhé. Thì xin xin phép thêm một khoảng tầm một tí nữa thôi, thì nói về cái canxi thì bản thân Xuyên là đi đi chụp chiếu là bị thoái hóa ba đốt sống cổ, bị rất là đau luôn ạ, đau đau mấy tháng trời cơ, thì tính là đi Hà Nội để khám. Thế nhưng mà cuối cùng thì Xuyên nghĩ đi nghĩ lại thì không đi nữa, có nghĩa là Xuyên dùng cái wellness pack, dùng một combo wellness pack này, đau đầu 4 tháng liên miên này, sau đó là đau từ dây thần kinh này, thì dùng wellness pack này xong đó chưa khỏi đâu, dùng wellness pack là nó hết bệnh đau đầu, xong cuối cùng là vẫn cái đau cái thoái hóa đốt sống cổ này. Xong Xuyên quyết định đầu tư thêm một combo là 945.000 nữa về để trải nghiệm. Một là trải nghiệm, thứ hai là mình tức là đêm ngủ 4 giờ sáng là Xuyên tỉnh giấc, 5 giờ là phải nghe Zoom của bảo trợ rồi, nhưng cứ 4 giờ sáng là Xuyên tỉnh giấc. Xuyên tỉnh giấc khoảng tầm gần một tuần là bắt đầu Xuyên tra vào mạng đi là thiếu cái gì, thì nó ghi là thiếu canxi, thì bắt đầu mình mới quyết định trải nghiệm sản phẩm canxi đấy cả nhà. Thế thì Vâng. dùng đến chị dùng hết một hộp
chị dùng hết một hộp thì nó đau lại, đau kinh khủng luôn, đau lắm luôn mà không dám nói. Chồng chồng xin bảo thuốc của em bán đi sao còn kêu. Thế nhưng mà mình thì không dám nói, không là lặng lặng vẫn dùng 2 viên trên ngày, dùng dùng luôn buổi sáng bởi vì sợ quên mà. Thế dùng 2 viên trên ngày, dùng đến hộp thứ ba thì bắt đầu nó hồi lại, hồi lại coi như là đến bây giờ là cải thiện rất là nhiều, khoảng tầm đến 80%. Vâng. Và kể lại câu chuyện đấy cho các bạn đấy thì các bạn đấy bắt đầu à thì cần, người này sẽ cần canxi, người kia sẽ cần canxi các thứ. Thì đấy là cái cách mà mình gọi doanh số đầu tháng cả nhà. Vâng, đấy. À, tức là chị Xuyên hiểu rõ về cái ý nghĩa doanh số đầu tháng. Lát nữa thôi, mọi người sẽ được nghe anh Đăng Yên chia sẻ về cái phần ý nghĩa doanh số đầu tháng, thì mọi người sẽ được lắng nghe một cách chi tiết hơn nhé. Và mọi người thấy đấy là chị Xuyên rất là theo sát đội nhóm của mình, ân cần hỗ trợ đội nhóm của mình hoàn thành, cũng như là chia sẻ cái cách của mình bán này, rồi là chia sẻ câu chuyện mà mình dùng sản phẩm này như thế nào. Cứ mỗi ngày một, từng chút một phải không chị? Đấy, mình khi mà mình theo sát của những người downline của mình, họ có mục tiêu của họ này, mình giúp cho họ đạt được cái mục tiêu doanh số đầu tháng của họ. Thế là cả nhóm đều đạt mục tiêu thôi, đúng không ạ? Và nếu bây giờ có một cái điều gì đó nhắn nhủ với mọi người thì chị Xuyên muốn nhắn điều gì với mọi người ạ? Cuối cùng thì Xuyên xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những cái chia sẻ của Xuyên. Còn xong rồi chúc tất cả các nhà phân phối sẽ đạt được chức danh. Ở đây thì công việc này ai cũng bắt đầu từ những cái chức danh nhỏ nhất. Thì Xuyên chúc tất cả mọi người đều lên những chức danh cao hơn nữa và nhận được những cái tưởng thưởng của công ty. Bởi vì không có công việc nào hay hơn Oriflame ở đây đâu ạ. Vâng, em thấy là chị là một người mà làm việc cũng như là tư duy rất là đơn giản, làm việc rất là vui vẻ mà lại hiệu quả phải không ạ? Đó, và em xin phép gọi là tổng kết một số cái bí quyết của chị ở đây chị nhé. Đây ạ, em xin phép tổng kết lại ở đây thì mọi người có thể là nhanh chóng ghi chép lại ạ. Đây là một số cái bí quyết của chị Xuyên mọi người nhé, lộ trình của chị Xuyên đây. Và để mà gọi là cái bí quyết để mà 3 tháng để chị có thể chinh phục được cái chức danh Gold này, đấy là vào Zoom sáng tối đều đặn này, tự học nhé. Tự học rất quan trọng ạ, qua Zoom và học quy trình này, ghi chép đầy đủ, khao khát thành công, muốn trở thành những người đỡ đầu, đánh thức ước mơ giỏi này, bám sát, tin tưởng và làm theo những cái định hướng của người bảo trợ của mình, kết nối, theo sát và hỗ trợ tất cả nhà phân phối mới trong đội nhóm. Đương nhiên đấy là cả nhóm rồi, nhưng mà cái chi tiết này Nga muốn nhấn mạnh ở đây, cũng như là chị Xuyên cũng vừa chia sẻ đấy ạ. Đấy, tức là nhà phân phối mới là những người mà họ rất là cần cái sự quan tâm của mình á, nên là mình mới có cái bí quyết này. Rồi cái nữa đấy là nhà phân phối của mình mà mới của mình mà ra đơn thì tiềm năng của mình lại rất là hào hứng trong việc tuyển dụng phải không ạ? Nòng cốt thì lại càng yêu hơn cái việc đấy là đã có bảo trợ hỗ trợ rồi, nên là yên tâm đấy là nòng cốt theo sát thì cũng sẽ dễ ra đơn hơn. Đó, thì đấy nó giống như kiểu là chúng ta làm một việc nhưng mà nó có lợi đủ điều đủ gọi là đủ chỗ đúng không ạ? Thứ năm đấy là dễ chị Xuyên là một người rất là dễ tính, thân thiện, vui vẻ và cách sống tốt này, áp dụng mạnh mẽ cái lòng biết ơn và làm rất là tốt cái doanh số đầu tháng. Thì đây là những cái bí quyết giúp cho chị Xuyên có thể mở được cái chức danh Gold Writer, và em tin chắc rằng đấy là với những cái bí quyết như thế này, với cái tính cách tuyệt vời của chị, cái khao khát của chị, chắc chắn đấy là chị sẽ băng băng tiến đến cái chức danh Diamond tại Oriflame, và không chỉ là xe máy đâu, chị sẽ nhận được xe hơi hoặc là nhà với Oriflame đấy chị ạ.